chào các bạn trong video số 33 này mình xin giới thiệu đến các bạn bán đấu giữa danh thủ lại lý huynh đại chiến danh thủ tại nhâm lội trong giải hàng tính bôi diễn ra năm 2016 đây là trận chung kết nhưng lại lý huynh đã để thua đáng tiếc danh thủ tại nhâm lội sau đây diễn biến của bán đấu mời các bạn theo dõi Đến đây thì lại lưu hình đành buông cờ đầu hoàng, tranh thủ tầng nhóm lỗi giành chiến thắng trong trận chung kết này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.